Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Trường Chip TV. Tôi Trường Chip chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách là nấu một đĩa trứng siêu cay bằng tất cả số ớt này nha các bạn. Siêu cay luôn các bạn ạ. Để làm ra món siêu phẩm trứng siêu cay này, tôi phải vắt cái não của tôi ra lựa chọn từng nguyên liệu quý giá nhất luôn nha các bạn nha, để làm ra món trứng siêu cay. Thứ nhất chính là hai quả trứng này. Các bạn biết không, chuồng gà nhà tôi á, gà rất ác. Tôi phải rón ra rón rén, năn nộ tông thẳng vào cái chuồng gà để tôi mới thu thập được hai quả trứng này. Tôi phải đánh nhau tan xương nát thịt với đàn gà nhà tôi. Nguyên liệu thứ hai chính là quả cà chua này. Các bạn biết đây cà chua gì đây không? Đây không phải là loại cà chua bình thường, đây là loại cà chua cái hình cái mông cú xin cho phim hoạt hình Xin Cậu Bé Bút Chì. Cà chua này ấy, tôi lấy cũng là gọi là đi lấy gọi là cực khổ, bao nhiêu tôi mới lấy được quả cà chua này. Tôi phải chạy 5 cây số, bật 2 cái tường vào thẳng cái nhà hàng xóm tôi mới hái được cà chua này các bạn. Nguyên liệu thứ ba chính là ớt các bạn. Các bạn biết ớt này ớt gì không? Đây là ớt chỉ thiên. Tôi phải chèo lên cây xà cừ cao nhất để tôi mới hái được đống ớt chín này các bạn. Nghe chưa? Quá nghe. Nguyên liệu thứ tư chính là hành khô. Các bạn biết không, tôi phải đặt xe đạp đúng 2 cây số rưỡi nè, ra thẳng ngoài chợ, tông thẳng vào cái quán bán tỏi. Tôi lựa chọn từng củ tỏi đẹp nhất, ngon nhất, đều nhất, và cuối cùng tôi lựa chọn ra củ hành khô này. Ok, bây giờ tôi sẽ đi xay ớt cho các bạn. Đây các bạn, số ớt tôi đã xay. Mắc cay luôn. Mắc cay luôn các bạn ạ. Để tôi sẽ thao quả chua lên nhé các bạn. Nếu các bạn mà không muốn nó ăn thắn ra ngoài thì các bạn cho ít bột canh vào. Yeah!
cay nhé các bạn. Đây là OK, tôi đã hoàn thành món trứng siêu cay nha các bạn. Đây này, đỏ ngầu, mùi toan mũi ớt cho các bạn. OK, bây giờ tôi sẽ test thử món trứng siêu cay này nha các bạn nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Mùi năm nữa các bạn, cay đét. Đây phải nói là trứng cay cấp độ N các bạn ạ. Trứng này chỉ phù hợp cho mấy bạn làm thích ăn cay, hay là các bạn nào mà muốn thử nghiệm thì các bạn nên nấu thử ăn thử. Mắc cay luôn. Video của tôi xin được kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe lại ủng hộ tôi nhé. Bye bye.